Xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cái Lora. Cái Lora này là Lora tầm xa. Cái Lora nó cũng có nhiều loại. Lora này là Lora bữa trước chúng ta xem về cái Lora SBI. Tuy nhiên nhược điểm của cái Lora SBI là suy hao tín hiệu khá là nhiều, trên truyền không được có xe nha. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu cái này về Lora SBI. Các bạn lưu ý cho mình nha. Cái này là con Lora này còn có cách lý thuyết nó là 8 km á. Lưu ý chỗ này là phải là 30D mới được nha. 30D thì nó mới được 8 km, mà 20D nó chỉ có là 3 km thôi, lý thuyết đó nha. Đó, thực tế 30D chỗ này này 2M một tí, thấy chưa, thấy 30D không? Đó, thấy không, có 30D không? 30D nằm sau mất tiêu anh đó. Thì nha, thì bây giờ chúng ta phải đó, thì con này giao tiếp với con này thông qua giao tiếp, giống giao tiếp là URT thôi. Lora thì các bạn biết cái Lora thì nó rất là nhiều lý thuyết, rất là nhiều tài liệu ha. Thì bây giờ ở đây là giao tiếp thông qua URT. Bất cứ vì điều khiển nào chúng ta đều có thể làm được cái này ha. Bản thân Lora thì nó có hai chân M1 và M0. Thì chúng ta muốn control nó theo kiểu nào thì chúng ta kết nối cái Lora theo kiểu đó. Tuy nhiên ở đây để đơn giản thì mình zoom nó về cho M0, M0 và M1 về zin đi. Để mình cho nó ở chế độ lúc nào cũng phát, lúc nào cũng nhận ha. Lúc nào cũng on á. Chứ bình thường nếu mà chúng ta đưa nó về, mà nếu chúng ta control M1 M0 á là đưa nó về chế độ sleep mode rồi. Các kiểu ha, thì mình có thể lập trình input output thôi, cũng khá đơn giản ha. Thì bây giờ ở đây ha, thì bây giờ ở đây đó các bạn lưu ý một điều là cái con Lora này công suất nó còn khá là lớn, cho nên khi cấp nguồn vào chúng ta nên dùng dùng cái con LM2576 này đó. Chúng ta có thể dùng module này để chúng ta cấp nguồn của nó. Thì ở đây là bản thân của mình thì mình dùng hai cục pin nhá, pin 1865 gì đó, bên 3.7 một con, một cục á, hai cục á. Thì mình hạ áp về, mình dùng cái module hạ áp này, mình hạ áp nó về 5V, mình cấp cho vi điều khiển và cấp cho cái con Lora này luôn ha. Thì cái loại anten này chúng ta dùng cái anten này thì nó, chúng ta dùng cái anten này đắt tiền hơn một tí thôi, nhưng mà nó truyền được xa hơn nha, rất là xa so với anten kia, cái độ lợi nó rất là tốt. Thì nó rất là dài, mình có thể câu nó làm cái bộ master ha. Thì tuy nhiên thì bây giờ để tiết kiệm chi phí thì các bạn có thể dùng cái anten nhỏ cũng được, không vấn đề gì hết nha. Bây giờ chúng ta sẽ test cho bạn xem nha. Đây ha, thì bây giờ mình sẽ test là gì, tại vì mình sẽ test nó là mình truyền hai cái lúc mình, đây là mình lập trình nó là truyền thông hai chiều nha, truyền thông qua truyền thông lại. Rồi thực tế bên ngoài mình test nó được chạy rồi. Thực tế mình test ở thành phố Hồ Chí Minh này, ở trong cái môi trường đô thị này thì nó được khoảng cỡ là 4 km, cho nếu như mà lý tưởng mình ngồi nó sẽ được nhiều hơn á đó. Nó cũng nó xuyên khá là tốt nha các bạn ha. Đó thì bây giờ mình để một chỗ mình chạy xe máy vòng vòng mà thấy đó thì nó cũng ok ha. Thì bây giờ bật nguồn bạn xem nha, chúng ta bật nguồn này đó, bật nguồn lên nha, bật nguồn hai cái lên đó. Thì hai con led này á nó sẽ chớp nháy liên tục này, bên này này đó là khi mình nó chớp nháy á, vậy là nó đã nhận dữ liệu truyền qua lại nha, bạn thấy chưa. Đó hai con này á là con này truyền qua, con kia truyền lại nha. Ở đây là anh truyền, ở đây là mình truyền một cái chuỗi qua, mà bên đây là gọi là A là B đúng không, chuỗi A truyền chuỗi B, chuỗi B thì truyền sang chuỗi A đúng không. Đó, cứ mỗi lần mình truyền cái chuỗi qua đó, mình kiểm tra cái chuỗi đó, mình cái chuỗi mình truyền cái số đúng không, mình chiếu về cái kiểu dữ liệu là cái số nguyên rồi mình đối chiếu ha. Nếu giá trị khác nhau thì mình hiểu là có dữ liệu truyền qua truyền lại thôi đó ha, các bạn thấy không. Đó, ở đây mình là mình truyền nó là 3 giây, mình truyền một lần, cứ 3 giây là mình truyền một lần, các bạn lưu ý ha, cứ 3 giây là mình truyền qua lại một lần. Đó, 3 giây nha. Con này nó cái con này có 30D thì nó bự hơn con 20D khoảng cỡ là, nó con 20D nó khoảng bằng 2/3 con 30D thôi. Con này rất là to này, đó to hơn đó. Tại vì công suất phát nó lớn mà, thấy không? Các bạn nhìn thấy anten không? Đó ha, đó mình bỏ trong này giao tiện mình có thể di chuyển ha. Mình test cho ok. Đó. Và chúng ta ứng dụng để chúng ta có thể kết hợp nó với con này ha, với Raspberry Pi này. Để mình sẽ làm một cái Lora Gateway nha, để mình tinh chỉnh rất nhiều thứ nha. Đó, thì giới thiệu các bạn về cái Lora như thế này, mà thấy chưa? Đó. Thì xin chào các bạn nha. Thì bữa nào có cơ hội là mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình code. Về cơ bản code nó giống như code URT thôi, mà tuy nhiên chúng ta phải tinh chỉnh tối ưu một tí. Còn nhưng mà đối với cái Lora Gateway nó là một cái trường phái khác, nó khác hoàn toàn ha. Thì đây chúng ta có thể xây dựng một hệ thống mạng mesh. Đúng không? Rồi xin chào các bạn nha.